Xin chào em, chào mừng em đến với con Thiên Đường Trò Chơi, một tựa game rất là đa dạng game mà em nhá. Thì hôm nay cùng tôi vào săn hũ em ạ. Thì phần đối chiếu của Tiến Em Miền Nam, điện tử thì mà đi Nam sóc đĩa bầu cua rồng ở đại chiến. Phần quay hũ thì có rất nhiều hũ cho em săn luôn, ok chưa? Phần online thì có sổ số này, casino vân vân luôn. Thì hôm nay cùng tôi vào bàn MD5 anh em ạ. Ok thì cầu đang chạy 1-1 này. Đấy thì tay này tôi sẽ bèm nhẹ con tài em nhá. Bèm nhẹ con tài thôi. Đấy cầu đang chạy 1-1 này. 1-1 khá dài rồi. Đấy thì để tay sau đi. Tay này mà bèm tài thì đứt. Cầu 1-1 khá là dài rồi anh em ơi. Thì anh em nào mà chưa đăng ký, chưa tải game thì hãy đăng ký và tải game ngay để được nhận nhiều ưu đãi ở dịp Giáng sinh này em nhé. Anh em đăng ký thì được nhận cốt đe từ 10 đến 88k anh em ạ. Anh em chỉ cần mem lên 100k là có thể nhận. Khá là ok em ơi. Thì tay đầu tôi bẻ luôn em ạ. Xí ngầu thì đang đi xuống hết này. Thì tôi bẻ xỉu anh em nhé. Bẻ con xỉu 2M này. Không biết lay có bú đậm không em ơi. Anh em cứ áp dụng phương pháp của tôi thì chắc chắn sẽ là có lãi rồi anh em ạ. Không sao em ơi. 6654 tài. Thì cầu vẫn chạy 1-1. Xí ngầu thì vẫn đang đi lên cả 3 xí ngầu luôn anh em ơi. Thì tay này tôi vẫn bẻ em nhá. Thì cầu 1-1 này dài. Dài thì sắp gãy rồi anh em ạ. Đấy xí ngầu này 1 lên tận 6 luôn. Xí ngầu 2 này 5 này. 5 này giờ xuống 2 rồi. Xí ngầu 3 thì 4-4-4 này xuống em ạ. Thì tay này tôi phang nét con tài em ơi. Làm 5M tài cho nó ok em ạ. Anh em đến với MD5 thì không sợ bị đặt muộn hoàn em ạ. Cũng khá là ok thì tay này cũng là tôi con tài nè. Ok luôn anh em ơi, húp con tài 12 em nhá. Lụm luôn con tài 12 em ạ. Thì cầu đã gãy rồi. Thì tôi sẽ soi quả này. Khá là ok. Cầu này 1-1 này. Giờ tôi nghĩ là dạ cầu này ra 1-2-3 hoặc 2-2 em ạ. Đấy cầu 1-1 khá là dài em ơi. Ở phần trước là 212 này. Đấy 212 trong 4 con. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nhá. Để xem được nhiều phương pháp hay hơn, ok hơn anh em ạ. Thì tay này tôi sẽ đi tiếp con tài 4M7 đi. Làm con tài 4M7 anh em ạ. Câu này chắc là cầu 33. Thế em nhẹ của cầu 33 này. Cũng lặn nào. Lặn 4 rồi. Xin con 1 luôn. Lụm luôn con tài 11 anh em ơi. Khá là ok. Hai tay khá là ok rồi anh em ơi. Anh em theo phương pháp của tôi thì chắc chắn là có lãi rồi. Đấy thì cầu 2. Ở đằng trước là 22 thì cầu ở đây chắc chắn là không 212 đâu. Thì tôi sẽ phang tài tay vừa là quá ok. Đấy thì đằng trước là 4 con xỉu này. Đấy thì tôi sẽ thêm một con tài nữa anh em nhé. Ok anh em bắt thêm một con tài này. Đi con tài 4M đi. Đấy thì theo phương pháp của tôi thì
đơn giản thôi. Soi xí ngầu cũng có, mà bắt cầu là soi đằng trước đằng sau á. Đấy, đằng trước 4 con xỉu thì đằng trên này tôi nghĩ sẽ 4 con tài. Không sao em ơi, hơi toang tí. Cầu này là cầu ra quả cầu 33 hoặc 313 em ơi. Ok thì tại này sẽ bêm nhẹ con xỉu. Cầu này 33 này, bêm nhẹ con xỉu em nhé. Bởi vì cầu 11 này rất dễ ra cầu 321. Em cứ thấy cầu 11 em sẽ bêm ra cầu 321 em nhé. 321 hoặc 33. Đằng trước có 212 rồi thì chắc chắn cầu ở đây thì sẽ không lên được 212 nữa anh em ơi. Đây rồi sẽ bêm led luôn 10m xíu anh em nhé. Làm tách nét luôn em ạ. Lào cùng nặng của tôi nào. 42. Ok em ơi. Xíu 9 em ạ. Khá là led luôn. Lụm 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 lúa lúa về em ơi. Con này chắc 321 rồi. Bởi vì tôi đã nói rồi. Thì tay này chắc là đấy, xí ngầu thì đang trụ vào nhau kìa. Ở đằng trước thì xíu rồi. Thì tay này tôi sẽ bêm nhẹ con xíu anh em nhé. Nhẹ thôi. Đây tôi bêm nhẹ con xíu anh em ạ. Bêm thử cầu anh em. Anh em cứ vào vốn hợp lý đấy là ok, chắc chắn sẽ lãi anh em ạ. Ừ thì anh em nào mà chưa tải chưa đăng ký game thì anh em hãy tải đăng ký game nha anh nhé, để nhận nhiều ưu đãi ở đợt Giáng sinh. Ok chưa anh em? Anh em nào, anh em cho tôi xin mỗi người một lượt like, một chia sẻ, đăng ký kênh em nhé. Cảm ơn anh em. Nào là cùng tôi tay cuối nào. Xíu luôn anh em ạ. Vậy là quá ok rồi anh em ơi. Vậy thôi anh em nhé. Tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào những video clip sau. Bye bye anh em.